Hello, Lisa kính chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày Chủ nhật 28 tây tháng 5 năm 2017. Chương trình khai dân trí số 155 bắt đầu. Trước khi vào chương trình, Lisa kính mời tất cả quý vị và các bạn thân mến hãy nghe một ca khúc, đó là Kiếp Bưng Bô. Sáng nay thì mình tính có nghe được một cái ca khúc rất là hay của bên Facebook của thầy Dương Tuấn Ngọc với ca khúc Kiếp Bưng Bô. Thì sau khi xin phép cũng như là xin cái lời bài hát thì sau đây xin được gửi đến các anh chị và đặc biệt gửi tặng cho các bạn dư luận viên với ca khúc Kiếp Bưng Bô. Một cái chị cũng nghe lòng thân tay sai ai dám xin mơ
ta chỉ bừng bô nâng mi cho mà cho làm tấm tay tay ai nhắn xin nay chân ta chỉ bừng bô. Các anh chị nhớ share khúc này đến cho các bạn Du Lệ Nguyên nha. Rồi, xin chào. Gặp lại. Hai, cái câu mà em không có thèm nói là bưng bô cho thằng hồ chó đẻ, mà em nói là bưng bô cho bả chó, tức là bác hồ mà người Việt ở trong nước bây giờ người ta thông minh, người ta kêu là bả chó. Tại vì các bạn biết là viết mà bây giờ trên mạng mà không có dấu đó, mà viết chữ bả chó chính lẹo với nhau đó. Viết chữ bả chó là chúng ta đọc ra là bác hồ đó, cho nên chúng ta không thèm kêu bác hồ nữa mà người ta kêu là bả chó à. Rồi, kính chào tất cả quý vị và các bạn. Lisa sẽ cho quý vị nghe những cái tin tức ngày hôm nay. Một cái tin tức mà đã kiểm chứng, đó là thêm một vụ cháy nữa. Vụ cháy này thật là lớn. Báo cáo với chị, khoảng 12 giờ trưa ngày 28 tây tháng 5 2017 hôm nay, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một khu văn phòng thuộc một công ty chuyên sản xuất cáp điện có trụ sở tại khu vực chân cầu Bích, sở dầu Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Đám cháy đã được bùng nổ lên và làm cho những tòa nhà đều phải run sợ. Công ty đã lan rộng ra ngoài và đám cháy này đã lan rộng ra ngoài. Ngọn lửa đã nhanh chóng thiêu rụi toàn bộ máy móc và thiệt hại ở trong văn phòng ước tính trên cả tỷ đồng Việt Nam. Tiếp tục, cứ tiếp tục cho chị nha. Hàng loạt người dân đã bị thương chảy máu, phải đi cấp cứu vì công an đã nã đạn vào người. Vào lúc khoảng 10 giờ sáng nay, em Trà đang đứng trên cầu thì một số người dân đã bị bắt và đánh đập em, rồi công an lại bắt đưa em về xã lập biên bản. Công an đã bắt em phải mở điện thoại cho họ xem, nhưng em không đồng ý vì đó là tài sản của em. Họ đã đe dọa khủng bố tinh thần em và đe dọa sẽ cho người dân vào để đánh chết em. Vụ việc đã vấn đề là kêu bằng sáng nay cho thấy có cả ông Long, phó trưởng công an xã cũng có mặt. Ông Khanh đã bị đánh be bét máu trên người. Cùng với làng cũng kể lại, khi chúng tin rằng cháu Trà đã bị bắt giữ ở Sơn Hải thì sang xem xét tình hình như thế nào. Vừa sang thì chúng đánh hết sức là dã man. Họ đánh đập túi bụi, họ cầm đá, họ cầm gạch, họ cầm sắt, họ cầm roi điện. Hàng loạt người dân bị thương chảy máu, phải đi cấp cứu, đã bị công an nã đạn vào người. Ở tại nhà thờ, hãy nên càng ra ngoài đường và làm lớn cái sự kiện này lên cho chị. Hình ảnh của chị, của anh Nguyễn Hữu Tấn đã quỳ xuống và các bạn thấy cái nước nó văn minh không? Người Mỹ người ta rất là tức giận, người ta những này là nhìn thấy cái hình ảnh một người phụ nữ quỳ xuống như vậy, người ta quỳ theo để mà người ta nâng đỡ lên, người ta kêu yên tâm đi. Thì bây giờ nó đụng tới nhà thờ như vậy thì làm lớn chuyện lên cho chị. Làm lớn chuyện lên cho chị. Đến giờ phút này rồi, tất cả những người dân ở tại Việt Nam phải mạnh mẽ đứng lên. Phải mạnh mẽ đứng lên, bằng không là chỉ có con đường chết. Bởi vì nó đang chuẩn bị, nó tiêu diệt công giáo. Lisa nói cho các bạn biết một câu như vậy. Cho nên tất cả những giáo dân từ Bắc chí Nam hãy chuẩn bị tinh thần. Bởi vì đang họp với nhau và Lisa nhận được rằng là ở tại Hà Tĩnh, ở tại Nghệ An. Chỉ có ở tại Nghệ An, Hà Tĩnh và các giáo dân có thể đứng lên phản đối Formosa. Còn người dân Việt Nam đã bị nó đánh, đã bị nó hù dọa, đã bị nó đưa những cái tên dư luận viên hoặc là những cái tên mà âm mưu. Mà bây giờ Lisa biết được một cái tin động trời nữa là dư luận viên này bây giờ ngay cả những tên công an cũng không biết là thế lực nào.
cũng có thể nói là những thằng tình báo qua Nam đã giả bộ qua để mà sau lưng, để mà che đậy, để mà dùng cái lũ dư luận viên này. Để khi Tàu Cộng mà tràn qua, mà nếu người dân nào mà phản đối thì nó sẽ đập chết người dân đó ngay. Cho nên những người dư luận viên mà ở trong nước Việt Nam, đây là những tay sai. Nó ngu, nó không phải là tình báo Hoa Nam, nhưng tình báo Hoa Nam đã sử dụng những con chó này. Một thế lực ngầm ở bên trong đã xúi những cái tụi ở bên ngoài lại làm, mà bây giờ không cần pháp luật là gì cả. Bất chấp pháp luật. Ngay cả những tên công an cũng không biết. Không biết ai là cái thành phần nào đứng sau lưng của những người dư luận viên này. Đảng Cộng sản đang bao vây, chuẩn bị tấn công vô giáo xứ Sông Ngọc. Tình hình ngoài giáo xứ đang rất là căng thẳng. Sau vụ nổ súng bắn vào tòa thánh Sông Ngọc, thì những người công an đã bắt người và đánh đập người công giáo. Họ có thể giết chết người công giáo. Những vỏ đạn đồng đã để lại hiện trường. Người dân cũng ở đây không bao giờ sợ chết. Người dân đã mạnh mẽ và càng ngày càng đứng lên mạnh hơn nữa. Đây là những lời nói của những người. Đá một súng vào đường nó đập tay luôn, nhưng mà cái thằng đá luôn cơ mình. Tại vì nó có thằng là nó đánh rồi mà đá như này. Quá ác. Trời ơi, nó làm vậy là kể như nó muốn tiêu diệt luôn tôn giáo rồi. Nạn nhân kể lại, nhưng đây là những cái hình ảnh như thế này là xong rồi. Chị ơi, ở tại Nha Trang, tụi nó đã dùng súng để bắn dân luôn, để bảo vệ cho Tàu Cộng kìa chị ơi, đó càng ngày càng loạn rồi đó. Đây là lính của Tàu Cộng bắt đầu tràn vào Việt Nam đánh anh tài xế người Việt Nam ở tại Cát Lái. Năm thằng lính đánh một anh tài xế xe chị ơi. Chị ơi, cá mập chết đầy dẫy ở ngoài Mũi Né Phan Thiết, đi ngang qua toàn là một mùi thúi không giống như tử thi chị ơi. Đã vậy rồi người dân ở đây nói những tên công an nó còn binh vực, nó đuổi về, nó nói kệ mẹ nó, không cần thiết, chỉ cần yêu đảng thôi, chỉ cần bảo vệ đảng thôi, cho cá chết như chết kệ mẹ nó, khỏi cần. Trời ơi, đảng mà, đảng mất dạy mà. Trời ơi, đó các bạn thấy đi. Nhà hoạt động Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng đã sẵn sàng đón những cái chết vì dân tộc, vì đất nước. Ngày 26 tháng 5, Tòa án Nhân dân tối cao thành phố Hà Nội đã đưa hai ông Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng ra ngoài tòa phúc thẩm. Hai ông đã chửi thẳng vào mặt chế độ. Đít mẹ mày Hồ Chí Minh, đồ cái đảng chó đẻ, khốn nạn, xúc vật, làm lớn lên cho chị. Làm mạnh lên cho chị. Phải dữ dằn lên mới được. Phải làm lớn mạnh lên cho Lisa. Còn các bạn mà không làm lớn mạnh lên là không có được đâu. Với cái tình hình bây giờ như vậy ở tại Việt Nam là phải mạnh lên nữa. Rất là mạnh. Còn không mạnh là không được. Nha. A-di-đà Phật. Tôi xin gửi cho Lisa một bản tin. Xin Lisa thông báo cho tất cả mọi người Phật tử ở trên toàn nước biết là cơn pháp nạn đã đến với chúng tôi ngày 15 âm lịch tháng sau là Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đồng Nai đã hết nhiệm kỳ năm. Cô có biết không, ông thầy quốc danh Thích Huệ Khai đã thông đồng với công an chánh quyền ở đây để sẵn sàng chi tiền cúng dường của các Phật tử để mua cho bằng được chiếc ghế phó ban kiêm chánh thư ký Phật giáo Đồng Nai để được công nhận làm chánh thư ký để ông có thể mua xe hơi, và công an đã được cho phép để làm việc và để quyên tiền của các Phật tử. Bên chánh quyền họ cũng đã gây áp lực đối với Hòa Thượng Trưởng Ban Thích Minh Chánh hiện giờ để đưa ông Thích Huệ Khai lên. Đó cô à, pháp nạn tội lỗi. Mà trong khi đó ban trị sự không ai chấp nhận ông thầy này cả cô ơi. Ông là người mượn đạo tạo đời. Ông còn là thông dâm với bà ni trưởng Thích Nữ Huệ Hương. Có một đứa con trai năm nay trên 13 tuổi rồi đó cô.
A-di-đà Phật, tôi không muốn nói lỗi người, nhưng mà pháp nạn nó đã tràn lan, đất nước đã loạn ly rồi. Cho nên Tăng Ni và Phật tử ở tỉnh Đồng Nai không ai chịu hết. Họ chỉ muốn đưa thầy Thích Huệ Sanh là người tu chân chính thôi cô à. Xin cô hãy lên nói cho mọi người biết để kêu gọi toàn bộ những người Phật tử ngày nay phải nên ào ạt xuống đường. Cô hãy vạch cái bộ mặt của những ông sư quốc danh đã thông đồng với chánh quyền để được nhận làm chức trưởng ban. Tăng Ni và Phật tử Đồng Nai rất là bất mãn cô ơi. Hòa thượng trưởng ban ông này tức quá mà sanh bệnh, đã đưa đi cấp cứu luôn rồi cô ạ. À, mong cô nói với mọi người cho mọi người biết được. Thời quỷ ma lộng hành là như vậy đó. Ở trong nước bây giờ mà nếu mà không mà các bạn không ủng hộ Phật giáo Việt Nam thống nhất đứng lên thì kể như là đạo Phật sẽ bị diệt vong ở trên quê hương Việt Nam. Và một khi mà tụi đảng Cộng sản Việt Nam nó giả bộ, nó cố tình, nó để đạo Phật ra như vậy rồi nó cứ đưa những cái ông sư quốc danh vô, bắt đầu là làm cho vấn đề là bán bổ Phật Pháp như vậy, rồi bắt đầu nó giả bộ, bắt đầu là nó giả bộ, bắt đầu nó mới là sau này nó đấu tố, nó nói trời ơi toàn là người của họ đấu nhau không, toàn là dơ giấy không, toàn là tu con mẹ gì, cho nên thôi dẹp mẹ nó hết, khỏi tu hành gì hết trơn á, bây giờ vô tu theo đạo của Hồ. Bắt đầu là dẹp hết hình của Phật Thích Ca, dẹp Tam Thế Phật, chỉ để một hình của thằng Hồ Chí Minh. Bởi vì đảng Cộng sản Việt Nam nó biết được Phật giáo là nắm tới 60%, cho nên nó cố tình nó dựng lên cái màn kịch này để mà cho từ từ những người nào ngu độn dốt nát bắt đầu nghe nói có lý quá. Bởi vì bên Ấn Độ đạo Phật bây giờ nó đã bị diệt vong rồi, nó không còn, nó bị vấn đề là cái bằng tiêu tan ở Ấn Độ rồi, thì bây giờ kéo sang tới Việt Nam cũng phải tiêu tan luôn. Bây giờ chỉ có thờ thằng chó đẻ Hồ Chí Minh mà thôi, chứ không thờ ai nữa hết trơn á. Đó là một cái mưu đồ mà về chính trị để cho mọi người biết, bạn thấy rõ ràng như vậy đó. Các bạn nên thấy đi, đi xa nói thật, nhìn thấy đất nước Việt Nam như vậy mình rất là buồn, buồn dữ lắm. Tình hình ở tại Việt Nam bây giờ, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, nó một trầm trọng, rất là trầm trọng, nguy kịch lắm. Cho nên tất cả các bạn trẻ và người dân Việt Nam chớ có thờ ơ. Đã đến lúc toàn thể dân tộc Việt Nam chúng ta phải dùng toàn lực để mà chiến đấu bằng mọi giá, bằng mọi cách, bằng mọi nơi để chúng ta tồn tại. Bằng không, chúng ta sẽ chết. Cuộc chiến này không phải chỉ rảnh rỗi, mà phải có đâu một cái sự ưu tiên nhất định, chứ không phải lên đây nghe xong rồi chúng ta bỏ ngoài tai, mà chúng ta phải dấn thân vô. Nhất định cuộc chiến này để bảo tồn, nhất định chúng ta phải đấu tranh, chúng ta phải đứng lên để mà lật đổ chế độ đảng Cộng sản Việt Nam bằng mọi giá, bằng mọi cách, bằng mọi phương tiện, bằng mọi tôn giáo, bằng mọi nơi. Nếu chúng ta đồng lòng làm tất cả những gì mà chúng ta có thể làm, thậm chí dẫn tới hy sinh, mà ra chúng ta mới còn giữ được vấn đề là kêu bằng giống nồi Việt Nam. Còn nếu mà mọi người ở tại Việt Nam mà các bạn thờ ơ thì kể như đất nước Việt Nam sẽ bị nằm gọn trong tay của Tàu Cộng. Các bạn thấy ở tại xem Samri Lisa xây lên cho cái bản tin, các bạn thấy rồi đó. Ông ta vô nói tiếng Anh với Lisa nhưng mà Lisa không nói cho các bạn nghe giữa Lisa và xem Samri nói những gì. Ở Campuchia làn sóng đang chuẩn bị rất là khí thế, hùng hồn. Cho nên những bạn nào mà đã lỡ đi vào trong quân đội bị ép buộc đi rồi phải nên trốn. Hoặc khi ra chiến trường, khi mà Tàu Cộng tràn vô, các bạn đừng có ngây thơ để mà nghe lệnh của những thằng chó đẻ Tàu Cộng nó kêu đứng làm bộ bia. Hãy buông súng xuống và bỏ chạy. Hay là quay súng lại bắt những thằng chỉ huy rồi tìm cách thoát thân, bởi lúc đó đưa súng cho mình mà lạng quạng coi chừng nó biết được, nó nghe đi xà nói nó không đưa súng cho các bạn, nó bắt các bạn đứng ra để mà làm bộ bia cho Tàu bắn chết, cho vấn đề là Campuchia giết chết để nó vô nó thôn tính nước Việt Nam cho dễ.
bởi vì nó kêu gọn hết tất cả từ 17 tuổi cho tới 35 tuổi, thậm chí 40 tuổi nó cũng kéo luôn, kể cả phụ nữ nó cũng kéo luôn. Thì nước Việt Nam chỉ toàn là đàn bà với con nít không thì nó sẽ tràn vô dễ một chút. Tại sao mà bây giờ nó lại lôi hết những cái người mà vấn đề là kêu bằng là đã 35 tuổi mà nó cũng phải bắt đi vô luôn. Những người nào giải ngũ nó cũng bắt đi trở lại nhập ngũ luôn nữa. Bởi vì đây là một âm mưu chính trị mà nó muốn diệt chủng người dân Việt Nam. Cho nên cuộc chiến cho quê hương, cuộc chiến cho dân tộc Việt Nam bắt đầu. Bắt đầu. Bắt đầu từ đâu? Từ chính cá nhân của các bạn. Từ chính những sự suy nghĩ của các bạn. Từ chính gia đình của các bạn. Mỗi một gia đình chúng ta phải nên truyền miệng với nhau. Phải đoàn kết với nhau, phải giữ gìn truyền thống dân tộc Việt Nam, phải nói cho tất cả mọi người trong gia đình mình biết được cái nguồn gốc Việt Nam của mình là trường tồn vĩnh cửu. Cái bản sắc Việt Nam của mình là nó đậm đà, không thể nào để cho một thế lực nào, không thể nào để cho một đảng cộng sản để mà bán nước cho Tàu, để rồi cho Tàu ngang nhiên vào Việt Nam. Lisa nhận được ở tại tất cả những nơi du lịch, bây giờ người dân lại rục rịch bắt đầu nhận đồng đục nhân dân tệ của Tàu cộng. Họ coi rằng đây là đồng nhân dân tệ, họ nhận vào để mà họ để trong tủ họ cất. Bởi vì khi họ đi ra ngân hàng là một thế lực đen ngầm ở bên trong nói với họ rằng mày đừng sợ mất giá, mày đi đổi có thể còn cao hơn tiền của Việt Nam. Cho nên những người buôn bán ở những nơi du lịch như là Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu, Mũi Né bắt đầu họ nhận lấy đồng nhân dân tệ. Đây là một bàn tay, một âm mưu của tình báo Hoa Nam đã qua để mà âm thầm giả bộ để mà làm như vậy. Chứ những người dân Việt Nam quá ngây thơ, chỉ vì họ muốn lợi nhuận thôi mà họ lại chấp nhận để mà lấy đồng nhân dân tệ để lưu hành trên cả nước. Mặt khác tiền giả đang tung hoành tấn kiển lên, càng ngày càng tung hoành. Họ giả bộ cho tiền giả hoặc là đưa tiền cho những người Việt Nam. Người Việt Nam thấy tiền nhiều quá đem vô ngân hàng thì thành ra bị bắt ở trong ngân hàng. Tới chừng điều tra ra họ nói tiền này họ chỉ lụm được, họ đem vô để mà họ deposit, tức là họ gửi vô ngân hàng thôi. Họ không biết đây là một âm mưu của Tàu đã giả bộ làm rớt tiền một cọc như vậy để cho họ cầm vô ngân hàng, để cho phải đăng lên trên báo cho Việt Nam biết rằng là tiền giả đang tràn lan từ Bắc chí Nam. Bây giờ kể cả các bạn xài đồng tiền bên ngoài không biết đồng tiền nào thật, đồng tiền nào giả. Bởi cho nên bây giờ muốn chắc ăn chỉ có lấy đồng nhân dân tệ mà xài. Bởi đồng nhân dân tệ thì không ai dám làm giả được. Chỉ cần một kẻ nào làm giả đồng nhân dân tệ sẽ bị tử hình ngay. Còn đồng tiền Việt Nam thì cứ việc tha hồ mà làm giả. Bởi vì cái máy nó đang nằm ở bên Tàu cộng. Các bạn thấy như vậy. Các bạn nên nhớ như vậy. Cho nên chúng ta phải bảo vệ sự tồn vong, chúng ta phải bảo vệ sự sống của người Việt Nam các bạn ơi. Nếu mà chúng ta lật đổ đảng Cộng sản rồi, thì chúng ta là người Việt Nam, thì chúng ta phải nên ủng hộ cho người Việt Nam không được phá thai. Phải để cho những này là nảy nở, phải để cho sinh con đẻ cái ra để mà sống. Còn bây giờ mà các bạn để cho đảng Cộng sản cai trị thì các bạn thấy rồi đó. Nó phải tìm cách để mà phá thai, nó tìm cách nó giết người dân Việt Nam, nó tìm cách nó làm cho đời sống khổ cực. Để chi vậy? Để cho tất cả thanh niên, những người trong độ tuổi lao động đều đi ra bên nước ngoài hết. Mà một khi mà đi ra nước ngoài không còn làm ăn ở trong nước nữa thì đương nhiên những cái người Tàu cộng họ ào ạt vào Việt Nam để họ làm chủ hãng, để họ buôn bán bắt đầu qua lại. Người dân Việt Nam trong tương lai chỉ ngồi ở nhà để chờ đợi những đồng tiền của những người mà lao động đi làm ô xin, đi làm đỉ hoặc là đi làm nô lệ ở nước ngoài gửi về mà thôi. Đó là cái mưu đồ của Tàu cộng đó. Tức là người dân Việt Nam sẽ không đứng lên để mà kháng nổi được. Rồi tiếp tục nó dẫn tới là hủy diệt sự sống. Các bạn biết ở trong một xã hội cái nguồn nước là quan trọng, mà bây giờ những cái ống nước nó lắp đặt toàn là bằng gan, mà gan đó là nhập từ ở Tàu cộng. Bây giờ tự nhiên báo chí nó xì ra, chỉ cần ở nơi này tự nhiên những cái dự án tự nhiên bây giờ nó nổ ra, toàn là Tàu cộng không. Mà bây giờ báo chí đăng lên như vậy nhưng mà tất cả đều im xuôi hết. Bây giờ lâu lâu cái nó xì ra một nơi, tự nhiên nơi đó toàn là những đây là phố giống như của Tàu cộng. Mà không ai biết được hết. Báo chí đăng lên rồi cho mọi người đọc, đọc xong rồi đâu vào đó hết.
Các bạn thấy những cái khu mà những đây là trang trại, những cái mà biệt thự mà ở tại Đà Nẵng khui ra rồi, bây giờ báo chí nó đăng lên xong rồi dẹp mẹ nó hết, không một người dân nào dám biểu tình. Khu đó bây giờ Lisa nhận được tin tức, người ta cho Lisa biết là Tàu Cộng vẫn ra vô đem súng đạn vào ở trong đó như thường. Không một thằng nào ở cấp xã, không một thằng nào ở ủy ban mà dám đi vào đó. Bởi vì một cái bàn tay tình báo Hoa Nam là thằng Trọng Lú nó lớn mạnh cỡ nào, cho nên thằng nào mà hóa hé mà muốn làm lớn chuyện là thanh trừng ngay tức, thậm chí cho người tới cắt cổ luôn. Lisa nói thật, chế độ mà hiện bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam đang cai trị toàn dân Việt Nam, họ đang chuẩn bị một cái âm mưu với tình báo Hoa Nam là Tàu Cộng họ sẽ hủy hoại giá trị của dân tộc Việt Nam. Họ sẽ hủy hoại tất cả về cái lòng, về cái tình tự dân tộc của người Việt Nam. Họ sẽ vấn đề là đập phá hết sự sống, cũng như là môi trường, cũng như là hít thở không khí Việt Nam. Họ sẽ phá sạch sẽ hết những cái giá trị căn bản đó, để mà từ từ họ bơm vào những cái văn hóa của người Tàu Cộng của họ. Bây giờ ngay trong gia đình, ngay chính gia đình các bạn cũng phải có một hai người thân để mà phải đi làm cho những cái hãng xưởng của người Tàu. Mà khi vào hãng xưởng rồi thì phải học tiếng Tàu để được nâng đỡ. Còn các bạn mà không biết nói tiếng Tàu thì tự nhiên tới giờ đi ra rồi thì các bạn giống như một người dân tộc thiểu số ở trên chính quê hương của mình. Bởi vì ở trong hãng Lisa nhận được bây giờ những người Việt Nam vào đó phải cố gắng học tiếng Tàu. Nếu người nào đã là gốc Tàu, nói tiếng Tàu trôi chảy thì được đi lên làm cao, được ở trong chủ hãng mời đi ăn uống đồ kia, nói chuyện đồ kia, làm cho tất cả những người công nhân bây giờ ai ai cũng bắt đầu tiếp tục để mà phải học tiếng Tàu. Còn nếu mà không biết giao thì tiếng Tàu, không biết nói tiếng Tàu thì vô trong đó rồi không ai nói tiếng Việt Nam cả, kể cả người Việt Nam luôn. Ở ngay trên quê hương Việt Nam mà như vậy. Hôm qua có một em vô nói chuyện với em, có gửi cái lá thư cho Lisa, cho nên các bạn cẩn thận nha, các bạn cẩn thận. Rất là đau lòng, sự việc rất là đau lòng, đau lòng lắm. Ở trên quê hương của mình bây giờ nó như vậy đó, mà các bạn vẫn còn thờ ơ, các bạn vẫn còn những này là không biết cái gì, thì Lisa không hiểu, không hiểu tại sao. Chị Lisa ơi, chị Lisa, em buồn lắm chị ơi, em là một người công nhân. Em không giấu gì chị, em mới đi làm chưa được một năm nay. Cũng vào năm ngoái vào dịp này, em đã chia tay tất cả bạn bè của em. Bởi vì 12 năm em ngồi dưới mấy ghế nhà trường, rồi bắt đầu em ra trường, bạn bè em ai có tiền bạc thì được đi lên học đại học. Còn gia đình em không có điều kiện, cũng như một số bạn bè của em thì phải từ giã. Vì cái tuổi đời của mình không cho mình phép mình ngồi lại. Cho nên suốt 12 năm trời em ngồi dưới ghế nhà trường. Bắt đầu em mới ngẫm nghĩ được, những điều dạy cho em đều là láo hết chị à. Ở trong trường thì lại bắt buộc em tôn thờ Bác, tôn thờ Đảng, và cho rằng sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp vẻ vang, là tự hào. Nhưng mà em bây giờ đi làm cho hãng Tàu, em không có tự hào đâu chị ơi. Chị Lisa, em tiết lộ Hải Hùng cho chị biết được những suất cơm của công nhân mà người ta chế biến đến nỗi người ta không dám ăn đó chị. Nhưng mà em không biết làm sao bây giờ, em đành phải ăn. Đến rồi bây giờ em đi khám bệnh, cũng như em bị ngộ độc. Em vừa khám được thì biết được rằng em đã bị ung thư chị ơi. Em không biết chết lúc nào, nhưng em xin nói với chị để chị nói cho mọi người nghe. Nếu những người nào, những em nào mà còn đi học thì hãy nên đem cơm ăn, hoặc đừng ăn cơm ở trong nhà trường. Bởi gia đình của em là người mà đã từng nấu những suất cơm cho công nhân cũng như cho học sinh ở trong trường. Chị nghĩ đi, một suất cơm công nhân gồm có cơm, có canh, có món xào, có món mặn mà giá thành chưa tới 10.000 đồng tiền Việt Nam thì làm sao mà họ cung cấp chế biến nguồn nhiên liệu tươi ngon được chị? Tất cả rau cải giống y như là cho nhím ăn hoặc là bỏ ở ngoài chợ họ đã đem về.
Chị có biết không, sau khi để vào trong thau rửa rồi, nhiều khi nhiều cọng rau hoặc lá cải nó bị dập, nhưng chỉ cần để một muỗng bột nào mà em cũng không biết rõ nguồn gốc, thì tự nhiên những lá vàng tự nhiên trở thành xanh ươm, làm cho phải run sợ đó chị. Còn thịt cá đông lạnh chở từ tàu cộng qua, chị biết không, sau khi xả đá rồi có mùi bốc thối, thì tự nhiên để vô nửa muỗng bột quá chất, thì tự nhiên miếng thịt dai và tự nhiên đỏ ươm và hồng lại liền chị ơi. Em nói thật với chị, gia đình em đã có thâm niên và bạn bè của em đã có 5 năm làm việc cũng như cho những cơ sở cung cấp cơm cho công nhân nè chị à. Chị có biết không, khi mà cung cấp cho hàng trăm công nhân như vậy, mình phải cạnh tranh với mọi người. Bởi bây giờ ai cũng muốn cạnh tranh, mà các người chủ hãng tàu thì họ ký hợp đồng với mình, họ phải mong sao cho suất cơm phải rẻ để họ có lời. Thế là từ trước kia một suất cơm 25.000, vì cạnh tranh quá có người sụt xuống 20.000, có người sụt xuống còn 15.000, và bây giờ thậm chí một suất cơm chỉ còn có 10.000 đồng Việt Nam thôi chị ơi. Thì làm sao mà những này là kêu bằng bảo đảm được vệ sinh chị hả? Muốn cung cấp thức ăn cho các xí nghiệp, cho các công ty, cho các nhà máy không dễ chút nào. Tao nói bây giờ tại Việt Nam cạnh tranh quyết liệt để mà được cái thầu cho người tàu cộng chị ơi. Cho nên chị biết không, khi mà ngâm tất cả những cái củ rau đậu được rửa qua loa, chủ yếu là vũ cho nó sạch cát đất thôi, rồi thảy đại vô trong nồi, thậm chí không để bột niêm gì, chỉ có một loại hóa chất để vô chiều một viên, thì tự nhiên nguyên một nồi canh cải nó đều ngọt y như mình niêm nếm vậy đó, giống như một nồi súp. Nguyên liệu không có gì cả chị ơi, tất cả mình phải làm sao để mà giao. Thí dụ như một cái hãng của ông chủ có 1.000 công nhân thì mình phải giao cơm trước 10 giờ sáng, để cho tới giờ 11 giờ công nhân phải đi ra để có phần cơm để ăn. Rau củ các loại được phun nước rửa qua loa chị à, rồi sau đó chế biến ngay. Còn thịt cá ngâm ở trong nước đông, rồi sau đó chặt khúc nấu nhừ, bắt đầu ướp một cái gia vị nào mà em cũng không biết nữa chị à. Gia vị này là những người tàu cộng đến môi giới để cho gia đình em mua để mà nấu. Suất ăn bao gồm cơm, canh, món ngon, gạo đó chị, thậm chí gạo cũng vậy. Em phải mua một loại gạo nở, gọi là siêu nở đó chị ơi. Ở ngoài thị trường có giá 9.000 đồng, 10.000 đồng. Nhưng mà em mua với số lượng lớn cho nên họ bớt còn có 7.000 đồng 1 kg hoặc 8.000 Việt Nam đồng 1 kg thôi. Chị tin không? Chỉ cần đổ nước vào để có một lon gạo thôi mà sẽ nấu nở ra một nồi cơm trên 10 lon gạo, thậm chí 20 lon gạo luôn đó. Trời, tôi nghe tôi sợ quá, tôi không dám ăn. Còn món canh thì chị biết không, quanh đi quẩn lại chỉ có hai món canh chua và canh ngọt thôi. Còn món xào thì chủ yếu là rau cải bị ở ngoài chợ bị dạt, người ta lụm về cho nhiếm ăn hoặc là người ta đặt hàng cho nhiếm, thì gia đình em cũng giả bộ ra để hốt cải đó về, giả bộ nói cho nhiếm chứ nhà em đời nào nuôi nhiếm. Sau khi đem về nhà rồi thì đổ vô trong thau vũ vũ xong rồi. Chị có biết không, nhiều khi những lá cải bị vàng về nhà không dám rửa sợ nó sẽ bị dập. Nhưng mà thần kỳ lắm chị ơi, chỉ cần để vô cái thau, để nửa một muỗng bột hóa chất, thì tự nhiên những lá cải bị dập, bị úa, bị vàng, trở thành cứng và dai và xanh mơn mởn, giống y như là mình sắc ra vậy đó chị. Rồi sau đó là những món này cứ việc đổ vào nồi canh hoặc là xào cho mỗi công nhân ăn. Em nghe nói nhiều người bị ngộ độc, em cũng đau lòng lắm. Nhưng em xin thưa với chị là vì cạnh tranh cho nên không ai mà làm gì được cả. Chị biết sở dĩ mà những công nhân mà ăn vào bị ngộ độc là bởi vì tẩm ướp những cái gia vị mà người Tàu họ đến môi giới và họ bán tràn ngập ở thị trường. Thậm chí có những người lâu lâu họ có những loại hóa chất mà rất là giống với nhau, chỉ có quen biết với nhau lại luật họ mới ra họ bán mà thôi. Chẳng hạn như là cá chiên cũng vậy, chị tin rằng bây giờ không cần phải dầu hay gì để mà chiên cả. Có một loại hóa chất mà họ giới thiệu rằng chỉ cần để vô một cái nồi là chiên một lần 50 con cá tróc lóc hết.
chỉ biết ôm chiên con cá nó vàng ươm như vậy, chứ không phải như mình mà bỏ vô chiên từng con đâu. Cứ để vô y như là mình nấu canh chua vậy đó. Bắt đầu đổ một cái loại nước này vô rồi, khi mà tự động con cá nào vàng là cứ vớt ra, không hề dính, không hề gì hết. Thịt cá thì săn lại như thường, đem những con cá chiên này cho công nhân ăn, ai ai cũng khen tấm tắc hết. Nhưng thật sự em không dám ăn, cho nên nguy cơ ngộ độc tập thể rất là cao chị ơi. Chị có biết rằng gia đình em chuyên môn cung cấp về thức ăn cho công nhân và những bếp ăn tập thể, cũng như là những em học sinh ở trong trường cũng có mời gia đình của em đi đến. Thậm chí những cô giáo trong trường nấu bếp ăn tập thể cũng phải đến nhà em để học cách nấu nướng để chế biến thức ăn cho các em học sinh. Em nhìn thấy em buồn lắm, em bị bệnh ung thư rồi. Bây giờ em mới nói cho chị và cho mọi người dân trong nước biết, nếu họ còn cho con em của họ ăn ở trong những bếp ăn tập thể thì chắc chắn sẽ bị ung thư 100%. Bởi vì hiện nay ở trên toàn nước Việt Nam đã có 5.769 bếp ăn tập thể và 142.000 cơ sở cung cấp suất ăn sẵn để phục vụ cho công nhân và học sinh ở các trường. Trên 1.500.000 giáo viên cũng phải vào để ăn những bếp ăn tập thể này. Chị, em đọc báo và em theo dõi em biết hết. Những vụ ngộ độc đã xảy ra cứ mỗi một năm 2015 là đã có trên 830 ca ngộ độc. Năm 2016 thì tăng lên tới 1.430 ca ngộ độc. Mới đầu năm 2017 thôi mà ngộ độc đã lên tới gần hơn 1.630 ca ngộ độc. Đa số là những tỉnh như là Long An, Tiền Giang, Bến Tre, An Giang, Cần Thơ. Đặc biệt là ở tại Bình Dương chị ơi. Các suất ăn và những công ty trách nhiệm hữu hạn này đã cho chúng ta thấy, thậm chí bây giờ len lỏi vào những công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Mặt hàng gia công xuất khẩu ở tại xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy phải nhập viện do xuất hiện triệu chứng như nôn ói, chóng mặt, đau bụng, khó thở, dãy đành đạch tê tai, mắt trợn tròng, bắt đầu đi tiêu ra phân lỏng không đó chị. Bởi vì ăn những loại hóa chất mà em không hiểu tại sao mà họ lại ác như vậy. Chị có biết không, em gia đình có nuôi một con chó, một con cún. Nhưng sau khi em làm cơm để trong hộp rồi thì còn dư lại, em mới trộn cho con chó em ăn. Nó đi chải, nó đi tiêu re re, rồi 3 ngày sau nó nằm nó chết. Khi chết nó còn giật chân của nó, em ghê lắm chị ơi. Em sợ mà em không dám rớ tới cơm của công nhân, mặc dù em là người cung cấp những cái cơm này. Chị có biết rằng sau khi mà nấu lên rồi nhìn thấy thơm lắm, thậm chí một nồi gạo mà siêu rẻ, em nghe nói là cao su mà không biết phải cao su không, bởi người ta đến chào hàng cho em, họ nói rằng họ bán một ký gạo chỉ có 5.000 đồng tiền Việt Nam mà thôi, cho nên khi mua vào bảo đảm một ký gạo sẽ nở ra thành 20 kg. Và họ bây giờ còn cạnh tranh đưa một cái loại mùi thơm như là gạo Nàng Hương hoặc gạo Chợ Đào của Việt Nam nữa chị ơi. Chỉ cần nấu xong rồi, chị chỉ cần rắc một loại bột đó vô. Loại bột này không có màu, loại bột này không có vị mà chỉ có mùi thơm y như là gạo Nàng Hương Nàng Thơm. Chỉ cần chị dở ra thôi là chị muốn ăn liền. Nhưng khi chị ăn vào rồi thì chị chóng mặt, chị buồn nôn và chị ngất xỉu tới phải đưa đi bệnh viện để cấp cứu. Cho nên những ca ngộ độc và những này em mong chị lên chương trình để chị kể hết cho mọi người nghe, mà kêu mọi người dân Việt Nam của mình đừng bao giờ đi vào con đường này nữa. Bởi em là người chuyên cung cấp về những thức ăn cho công nhân, những suất cơm cho công nhân chị ơi. Thậm chí bây giờ người Tàu Cộng họ lên họ từ chối thẳng mặt em. Họ nói rằng phần cơm mà em ký hợp đồng 12.000 đồng tiền Việt Nam thì còn đắt lắm.
Có những nơi bây giờ họ cạnh tranh, họ đòi ký hợp đồng với những công ty của Tàu. Một suất cơm của công nhân chỉ có giá 8.000 đồng tiền Việt Nam thôi chị ơi. Trời ơi, 8.000 đồng tiền Việt Nam thì ra ngoài chưa mua được hai trái cốc hoặc trái ổi ngồi ăn vặt. Thì làm sao mà làm một suất cơm phải đảm bảo gồm có canh đồ xào và những này là kêu bằng là đồ kho đây chị. Lisa không còn gì để nói nữa. Với cái tình trạng này chỉ cần 10 năm nữa thôi là dân tộc Việt Nam sẽ là người đứng đầu tiên ở các nước trên toàn thế giới về bệnh ung thư. Những cái loại hóa chất mà không biết nguồn gốc như thế này, những công nhân thì sẽ ăn vào rồi ngã liệt ra đó mà bị ngộ độc, buồn nôn, rồi bắt đầu là có triệu chứng sẽ bị bệnh ung thư. Bây giờ ở dân Việt Nam kể cho Lisa nghe đó các bạn, không có sống nổi nữa. Bây giờ ở nhà cũng chết, bởi vì làm ăn không có được, cho nên phải đi vào để mà làm. Biết là vào đó là ăn đồ độc, biết vào đó ăn những suất cơm đó là không khéo là bị ngộ độc mà phải chấp nhận đi vào để mà ăn. Cái người mà cung cấp những cái suất cơm này nói, thí dụ như là người ta nấu những cái suất cơm người ta đưa đi, thí dụ 10 ngày, 20 ngày không sao. Nhưng mà lâu lâu nó có một cái loại hóa chất nào đó nó đưa qua, không phải là lần nào nó cũng đưa loại hóa chất kịch độc để ngộ độc đâu. Tức là nó cho ăn đi, tức là công nhân ăn khoảng chừng 1 năm hoặc 2 năm không có ngộ độc. Nhưng mà đùng một cái nó đưa một cái loại hóa chất mới qua để nó thí nghiệm, cho nên ăn vô là cả công nhân đều ngộ độc hết trơn. Thì nó biết được như vậy thì nó giảm bớt cái liều lượng lại. Tức là nó sẽ cho chết mà chết từ từ, chứ không có cho chết một lần. Các bạn tin rằng 1 lít gạo mà nấu nở ra thành 20 lít, Lisa chưa bao giờ thấy gạo nào mà nó nở tới kinh hồn như vậy. Rồi bây giờ những cái gạo đó mà phải cho nó có một cái mùi giống như là gạo nàng hương, gạo nàng thơm, gạo chợ đào, là chỉ cần để rắc một cái nửa cái muỗng cà phê y như là bột vậy đó, rắc vô trong nồi cơm đẩy nắp lại, thì khi các bạn dở ra nồi cơm nó thơm nồng nàn y như là mùi lúa chín. Bắt đầu bới ra những cái suất cơm tao nói trắng bóc luôn. Khốn nạn gì, sống trong cái chế độ như vậy mà các bạn sống được, Lisa không hiểu như thế nào. Lisa không hiểu như thế nào. Nha. Cô Lisa ơi, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre của con bây giờ nó bắt nhà nào cũng phải mua hình của thằng chó đẻ Hồ Chí Minh treo lên. Hết ác cô, mà con nghe cô nói bây giờ con hận nó lắm, con không bao giờ thắp nhang hoặc là quỳ lại nó hết. Bởi vì nó là yêu tinh, cho nên nó bắt buộc mua thì con gỡ hình nó ra, con luyện với nhà bếp hoặc con đem vào cầu tiêu. Con không có yêu mến nó nữa cô ơi, vậy mà nó đi từ nhà nó ép buộc mọi người phải mua đó cô à. Nó quỷ mà con, nó quỷ thì nó phải như vậy đó, nha. Yeah. Chị Lisa ơi, chị Lisa, tôi là một người làm qua thanh tra, quản lý sử dụng đất đai. Tôi xin nói cho chị biết là bây giờ chính tôi cũng phải ngạc nhiên, bởi vì bất thường trong chỉ định mà thầu nhiều dự án lớn ở tại tỉnh Hòa Bình. Chị nói cho mọi người dân ở Hòa Bình biết rằng tỉnh Hòa Bình đã lọt vào tay của Tàu Cộng thất thủ rồi nghe chị. Theo kết luận điều tra đầu năm 2009, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã phê duyệt những dự án để mà kết nạp. Nhưng mà bây giờ bắt đầu chuẩn bị đưa ra chị ơi. Tuy nhiên tổng những cái đầu tư này em không bao giờ biết. Với lý do là dự án cần hoàn thành gấp vào năm 2010 để chống sạt lở, cho nên bắt buộc thanh tra của tụi em và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình phải có văn bản để mà trình lên Thủ tướng đề nghị áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc các dự án khẩn cấp. Rốt cuộc rồi những người thầu toàn là bên Trung Quốc qua không? Thủ tướng đã có công văn phê duyệt và những gói thầu này đã được đấu thầu lên 7 tỷ đồng. Rồi tiếp tục cứ năm 2014, 2015 cho đến 2016 và bây giờ 2017, tất cả các gói thầu đã được chỉ định, không có kế hoạch đấu thầu được duyệt. Những dự án mở rộng mặt đê Đà Giang kết hợp với đường giao thông hai bên bờ sông Đà, thành phố Hòa Bình có tổng mức đầu tư trên 165 tỷ đã lọt vào Tàu Cộng. Tất cả những công ty và tất cả những dự án xây dựng đều có bàn tay của Tàu Cộng.
Không hiểu tại sao sợ tất cả mọi người ai ai cũng nhìn thấy sự bất thường trong chỉ định để mà đấu thầu nhiều dự án lớn ở Hòa Bình. Nước Việt Nam mình mất thật rồi chị ơi, mong chị lên tiếng. Chị ơi, Lầu Cai phải nên giải thích rõ việc quan chức đã trúng đấu giá đất vàng. Trước hết nên có một đồng chí nào đó ở tỉnh Lầu Cai đã đứng ra giải thích rõ việc này. Lầu Cai tiếp tục thất thủ luôn nữa chị ơi. Trời ơi, bắt đầu là quan chức ở tại đây đã trúng những cái lô đất vàng và đương nhiên đã bán cho Tàu Cộng rồi chị ơi. Chị Lisa ơi, chị Lisa, bây giờ ở tại Việt Nam luật sư cũng không được quyền để mà bào chữa hoặc binh vực cho thân chủ của mình mà phải tố giác tội phạm luôn để cùng to rập với tòa án đó chị. Ở trên thế giới không có người luật sư nào mà tự động đi tố thân chủ của mình. Các bạn đó là không biết ăn biết nói, các bạn bỏ tiền ra mướn luật sư mà bây giờ luật sư quay đầu lại tố ngược lại các bạn. Các bạn thấy nó lưu manh không? Vừa lấy tiền của thân chủ rồi quay đầu lại tố cho thân chủ của mình phải vô trong tù để mà gỡ lịch cho nó một tường ở trong đầu. Các bạn thấy nó khốn nạn trong cái chế độ chưa? Ở bên Mỹ này đó, luật sư thí dụ như là các bạn á, là vấn đề là nên trình bày kể sự thật cái câu chuyện để mà luật sư người ta suy nghĩ, để người ta đi ra ngoài tòa, người ta ra hội đồng xét xử, người ta ra viện kiểm sát để mà người ta tăng lên. Chẳng hạn như là bởi vì trong cái lúc mà anh ta nóng giận quá cho nên anh ta mới xô xát ra, chứ anh ta đi làm về mà người vợ ở nhà lại không giữ con đi ra ngoài hàng xóm đánh bài cho nên anh ta bắt đầu là mới là la. Hoặc là anh ta vấn đề là la thì thôi người này im lặng, người vợ không chịu im lặng, bắt đầu người vợ chửi cha chửi mẹ anh này, cho nên anh này bắt đầu quá bức xúc trong cơn tức giận không dằn được cho nên đánh chị này, lỡ bị chết như vậy bây giờ hãy nên niệm tình, anh có hai đứa con mà anh là người lao động chánh trong gia đình phải giảm mức án. Thì bây giờ không, luật sư ra ngoài là không được quyền bào chữa, ông nói như vậy mà chỉ cần đảng ở trên muốn mày chết là luật sư phải nói vô. Phải nói là mày là một thằng bất nhân, mày là một thằng khốn kiếp, mày về mày quánh vợ mày cho tới chết như vậy, cho nên những thành phần như mày là phải loại trừ ra khỏi xã hội vĩnh viễn. Các bạn thấy đó, bây giờ luật sư ở Việt Nam là nó như vậy. Còn trong tương lai đó, em bắt đầu mà những người nào mà những người dân mà đấu tranh đó mà đòi quyền lợi của mình mà nhờ tới luật sư, thì bây giờ trong quốc hội con Đĩ Kim Ngân nó yêu cầu là luật sư là phải tố giác tội phạm luôn nữa. Tức là sau khi mà những người mà vấn đề là kêu bằng là kể cho nghe là bây giờ tôi liên kết với các anh em dân chủ chỉ muốn là cho Formosa nó ra khỏi Hà Tĩnh thôi, thì luật sư phải lao quay đầu lại phải tố giác rằng là đây là thành phần phản động đã liên kết tất cả với nhau để mà chống Formosa. Mà hễ chống Formosa là chống lại đảng, bởi vì đảng bán Formosa, bán đảng cho Formosa vào để đảng lấy tiền. Cho nên bây giờ đó là phải là vấn đề là tôi tố cáo tội phạm, tức là tôi không có binh thân chủ gì hết trơn á. Bây giờ đưa tiền đây cho tao, đưa 50-60 triệu cho tao, tao giả bộ tao cầm rồi, tao viết một cái cáo trạng là tao khai ra, tao tố ngược lại. Các bạn còn tin tưởng cái luật pháp của Việt Nam nữa đi. Đó. Trời ơi, bởi ta nói anh Lisa nói thật á, luật sư, bác sĩ, phó giáo sư, tiến sĩ gì ở trong nước bây giờ đều là con cừu non. Bởi vì bây giờ đảng nó đã trở thành hung thần rồi, cho nên bây giờ tất cả, ngay cả luật sư là cái cân công lý mà bây giờ nó quẹo mẹ một bên. Năm nào đó có người cởi truồng ra mặc cái quần xà lọn để cầm cái cân công lý để mà chế nhạo cái luật pháp của Việt Nam hoàn toàn chính xác. Có đời thở nào mà các bạn đưa tiền cho luật sư mà bây giờ luật sư quay đầu lại tố thân chủ không? Vậy thì các bạn cần luật sư cái đéo mẹ gì? Đó, luật sư của cái nhà nước, luật sư của đảng, luật sư của cái vấn đề là chế độ độc tài nó là như vậy đó. Cũng giả bộ ra luật sư được cái đàng hoàng cho người ta, nhưng mà bắt buộc luật sư là không được quyền binh vực cho thân chủ. Mày chỉ nhận tiền thôi. Bây giờ điều tra nó điều tra không có ra, thì bây giờ mày dùng cái lời lẽ của mày ngon ngọt, hoặc là mày học luật sư rồi đó, mày tìm cách bây giờ cái tội nhỏ mày làm sao mày ghi vô cho thành cái tội to cho tao. Để cho tao xử chứ.
nó khốn nạn vậy đó. Các bạn thấy, các bạn sống trong một cái chế độ như vậy, cho nên các em nào thông minh, các em nào trẻ tuổi, các em vào đây nghe những gì chị nói, các em hãy cập nhật với xã hội đi, rồi các em mới thấy được tất cả nguyên nhân mà những cái tệ nạn này xảy ra là đều do một chế độ độc tài, một chế độ khốn nạn mà nó lợi dụng vào thằng Hồ Chí Minh là một bức tường, một cái bức bình phong để mà nó cai trị người dân thôi. Cho nên các bạn vào đây, các em vào đây mà càng cuồng Hồ, các em càng cuồng đảng, các em giả bộ, các em nói trời ơi Bác Hồ đúng lắm, Bác Hồ đâu có sai, trời ơi đảng đâu có sai, chỉ có một hai thành phần sai thôi, thì các em tiếp tục bị lừa, các em tiếp tục bị gạt nữa. Bây giờ các em còn nhỏ, các em chưa biết, các em còn học trong mấy trường, chỉ cam đoan 5 năm sau, 10 năm sau, thì các em sẽ vấn đề là nhìn ra được sự thật. Mà khi các em nhìn ra sự thật rồi, các em có còn dám lên đây chửi chị nữa không? Hoặc các em có dám đấu tranh nữa? Cho nên Lisa mong rằng tất cả mọi người dân Việt Nam hãy nghe tiếng nói của Lisa rồi phải mạnh mẽ. Lisa mong rằng sẽ có những người giống như Lisa, giống như Lisa, để mà tiếp tục tố cáo tội ác của Đảng Cộng sản, tiếp tục tố cáo tội ác của Đảng Cộng sản. Chị ơi, chị hết giờ rồi, chị Lisa ơi. Ok, chương trình đã hết. Lisa hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình vào ngày mai vào lúc 7 giờ tối giờ Việt Nam và 8 giờ sáng giờ New York. Tóm lại ngày hôm nay Lisa muốn nói là mọi người hãy cẩn thận, đừng có ăn những cái suất cơm của công nhân, hoặc là đừng cho con em mình ăn những cái suất cơm ở trong trường học, giết con mình chết đó. Tốt nhất là thôi khỏi cho con mình học trong năm học tới, bãi khóa luôn để giữ cái mạng của nó. Còn cho nó vô học thì chẳng khác nào giết con của mình nha. Rồi, Lisa ủng hộ bãi khóa, bãi thị, bãi công, bãi hết, toàn dân đứng lên nha. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn thân mến. Bye bye.